Nhận định Hoàng Anh Gia Lai với Viettel. Lúc 17 giờ ngày 9 tháng 8, vòng 20 V-League với nhiều lợi thế, cùng phong độ lên cao, đội bóng của phố núi đang là những người nhỉnh hơn về cơ hội chiến thắng. Cập nhật đội hình ra sân, thông tin trước trận đấu. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu. Cảm ơn các bạn. Hoàng Anh Gia Lai vừa có trận hòa 2-2 trong thế thắng trước Nam Định ngay trên sân đối ở vòng đấu trước. Như vậy 4 trận gần đây ở giải vô địch quốc gia Việt Nam, đội bóng phố núi bất bại với 2 chiến thắng. Có thể thấy rõ, kể từ khi Lương Xuân Trường trở về từ Thái Lan để đá cặp với đội trưởng Tuấn Anh nơi tuyến giữa, lối chơi của Hoàng Anh Gia Lai đã khởi sắc hơn rất nhiều. Những đường chuyền dài vượt tuyến cực chuẩn xác của bộ đôi tiền vệ tài hoa của đội chủ nhà là vũ khí rất lợi hại cho những cầu thủ đầy tốc độ như Văn Toàn, Hồng Duy có thể tận dụng. Trên bảng xếp hạng V-League hiện tại, Hoàng Anh Gia Lai hiện xếp thứ 10 với 23 điểm sau 19 vòng đấu. Họ đang kém chính đối thủ ở trận này chỉ một điểm và đây là cơ hội tốt nhất để vượt qua Viettel trên bảng xếp hạng. Cửa thắng của các chàng trai phố núi đang là rất sáng. Viettel vừa để thua 1-3 trước Sông Lam Nghệ An ở vòng đấu trước. Hải Quế có ngày thảm bại khi trở về sân mình. Tinh thần của các cầu thủ mặc áo lính vì thế mà cũng đang bị giảm sút khá nhiều. Đã 6 vòng đấu gần đây tại V-League, Viettel mới thắng 2, hòa 1 và phải đón nhận đến 3 thất bại. Phong độ của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hải Biên hiện tại là khá thất thường và không được đánh giá cao. Sau 19 vòng đấu tại V-League, Viettel đang có 24 điểm, tạm xếp thứ 8 nhưng cũng chỉ hơn đội xếp thứ 13 có 2 điểm. Nếu tiếp tục chơi tệ, họ rất dễ phải tụt xuống các vị trí cuối cùng của bảng đấu. Theo các chuyên gia nhận định bóng đá, ở trận đấu này Hoàng Anh Gia Lai vượt trội đối thủ cả về phong độ lẫn lịch sử đối đầu khi 4 lần gặp nhau từ 2009. Đội bóng phố núi bất bại trước đối thủ với 3 chiến thắng, đặc biệt với lợi thế sân nhà. Một chiến thắng là điều được dự đoán sẽ thuộc về các chàng trai trẻ của Hoàng Anh Gia Lai. Soi kèo tài xỉu, hàng công của Hoàng Anh Gia Lai đang có phong độ cao trong những trận đấu gần đây. Họ ghi được 8 bàn trong 3 trận gần nhất, trung bình gần 3 bàn trận. Tuy nhiên, hàng thủ vẫn đang là điểm yếu chết người của đội bóng phố núi. 3 trận gần nhất, họ để đối phương xé lưới đến 6 lần, mỗi trận 2 bàn. Từ những thống kê trên, khả năng trận đấu tới đây đổ cửa tài sẽ rất cao.